Minasan, konnichiwa. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh học tiếng Nhật của Ánh Sensei. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục chữa đề thi đọc hiểu GPT N2 tháng 7 năm 2023 phần trường văn. Đây là một bài đọc rất dài nhưng mà cũng rất là ý nghĩa. Hy vọng các bạn sẽ xem hết video để vừa trang bị kỹ năng làm bài, vừa học thêm được bài học nào đấy cho cuộc sống nhé. Trước khi đi vào tìm hiểu cái bài này ấy, thì mình có một điều muốn nói về cách làm bài đọc hiểu GPT này. Có hai kiểu làm bài đọc hiểu thường thấy của các thí sinh tham dự kỳ thi GPT. Kiểu thứ nhất đó là đọc câu hỏi trước và tìm ý trên đoạn văn để trả lời. Ưu điểm của cách làm này đó là có thể tìm ra đáp án nhanh hơn và phù hợp với các bạn chưa có nhiều thời gian ôn luyện vì thời gian làm bài đọc khá hạn chế. Thế nhưng mà nhược điểm của cách làm bài này đó là các bạn sẽ không thể hiểu hết ý của văn bản nói gì, truyền tải điều gì. Dù rằng đích đến cuối cùng của kỳ thi chỉ là trả lời đúng câu hỏi nhưng mà đúng với tinh thần gọi là đọc hiểu ấy thì nó không hoàn toàn đúng. Đấy. Thứ hai đó là các bạn sẽ dễ bị lừa bẫy, đặc biệt đề thi hiện tại người ta ngày càng ra theo hướng khó dùng mẹo để tìm đáp án. Nên áp dụng cái trường hợp chúng ta còn quá ít thời gian. Đấy, hoặc là những bài đọc chúng ta đọc qua cảm thấy nội dung nó khó hiểu, nó xuất hiện nhiều từ mới. Cái kiểu thứ hai đó là đọc lướt toàn bộ văn bản trước, sau đó mới đọc câu hỏi để trả lời. Thì với dạng này ấy, ưu điểm đó là chúng ta có thể hiểu được ý của toàn bộ văn bản. Tất nhiên là lúc đó các bạn đã phải được trang bị kỹ năng đọc hiểu cơ bản thì các bạn mới làm được điều đấy. Và nó sẽ khiến các bạn khó mắc các bẫy khi đọc hiểu hơn so với kiểu đọc thứ nhất. Tuy nhiên nhược điểm của nó sẽ là mất nhiều thời gian hơn. Vì các bạn sẽ phải đọc văn bản, đọc câu hỏi sau đó trở lại văn bản để dò tìm đáp án. Đấy. Thì với dạng này ấy, chúng ta nên áp dụng trong thời gian đầu của phần thi với những bài đọc khi đọc cảm thấy dễ hiểu và nắm chắc được nội dung. Rất là khó để có thể nói được cái kiểu nào sẽ tốt hơn. Bởi vì mỗi kiểu có một ưu điểm và nhược điểm riêng như phân tích ở trên. Thế nhưng các bạn sẽ gì nhỉ? Căn cứ vào cái thời gian các bạn luyện tập, đấy, các bạn thử hai cách đo hiệu quả. Đo hiệu quả bằng cách nào? Bằng cách là đo số câu trả lời đúng trong cùng một khoảng thời gian như nhau của cả hai cái làm này nhá, để vận dụng cho hợp lý và thậm chí là trong khi làm bài chúng ta có thể kết hợp cả hai luôn. Hiện tại trong đề thi GPT thì hội đồng ra đề cũng đã thay đổi, đó là họ giảm bớt cái số câu mà chỉ cần dò là ra được đáp án rồi. Hiện tại là họ ra theo cái hướng là chúng ta sẽ phải đọc và hiểu được nội dung của toàn bộ bài thì mới tìm được. Đấy. Tuy nhiên, không phải lúc nào chúng ta cũng có đủ thời gian như thế đúng không? Nhất là những cái bạn mà học mà chưa được lâu, chưa có nhiều thời gian luyện tập ấy, chúng ta vẫn sẽ bị thiếu thời gian. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể chọn nhanh được? Thì hôm nay chúng ta sẽ thử làm cái bài này. Cái bài đọc hiểu số 1 này theo hình thức là đọc và lựa chọn đáp án một cách nhanh nhất nhé, theo kiểu đầu tiên. Có bạn nào thắc mắc tại sao nãy giờ mình lại để hình người này không? Đó chính là nhân vật chính trong bài đọc ngày hôm nay của chúng ta. Đấy, trong đề thi N2 phần trường văn tháng 7 năm 2023 vừa qua, đó là nhà du hành vũ trụ người Nhật Bản Mamoru Mori. Bây giờ chúng ta sẽ theo dõi bài đọc nhá. Như vừa nói, chúng ta sẽ tìm cách trả lời câu hỏi một cách nhanh nhất trước, cho nên là mình sẽ hướng dẫn mọi người cách tìm đáp án trước. Đây. Với cách làm đấy thì trước hết là mọi người sẽ đọc câu hỏi này. Đọc thật kỹ câu hỏi nha. Câu hỏi số 67. Hisha niyoruto, hajimete no uchiu hiko kara kaette kita ato, Mori-san wa dono yō ni kanjiteita ka? Các bạn phải đọc thật kỹ câu hỏi, nắm được từ khóa của câu hỏi, hiểu rõ nội dung câu hỏi muốn nói gì. Theo tác giả ấy, thì sau khi trở về từ chuyến du hành vũ trụ đầu tiên, ông Modi, ông ấy cảm thấy thế nào? Đấy, nhà du hành vũ trụ này chính là người mà mình vừa cho các bạn xem ảnh đấy. Vậy thì từ khóa của cái câu hỏi ở đâu? Từ khóa nó chính là đây. Trở về từ chuyến du hành vũ trụ đầu tiên, đúng không? Và cái thứ hai đó là gì đấy? Cảm xúc của cái nhà du hành vũ trụ này. Đấy, các bạn sẽ lên đoạn văn các bạn tìm nhá. Đây, các bạn tìm thì các bạn sẽ thấy này. Thứ nhất, đây các bạn thấy chưa? Cái câu này. Hajimete no uchiu hiko kara kikan shite kara. Kikan suru này chính là cách nói khác, trang trọng hơn so với cái ru thôi. Có nghĩa là trở về. Vậy thì nó sẽ nằm đâu đó ở quanh đây. Tiếp theo này, các bạn thấy là người ta hỏi về cảm xúc đúng không? Người ta hỏi về cảm xúc của nhà du hành vũ trụ này.
thì chúng ta sẽ để ý thật kỹ những biểu hiện diễn tả cái cảm xúc, cảm giác của ông ấy nhá. Đây thì ở đây các bạn sẽ thấy này. Thứ nhất, các bạn thấy ở xung quanh, chúng ta nhìn xung quanh đây, các bạn thấy có này, ngữ pháp teshoganai, có nghĩa là một cái cảm xúc nó diễn ra rất là mãnh liệt. Ngữ pháp N2 đúng không? Tiếp theo, các bạn thấy cái này có omoe omoe tekuru, nhiều bạn sẽ nghĩ là có thể nghĩ, nhưng mà thực ra cái này ấy, omoeru này nó giống như là kanjiru, đó là cảm nhận, cảm thấy. Thứ hai là đây. Thứ ba là gì? Kimochi này, cảm xúc, cảm giác. Kanjo này đúng không? Tiếp theo là gì đây? Thể tai, mong muốn. À, vậy thì đáp án của chúng ta ấy, nó sẽ nằm ở trong cái đoạn này. Khả năng rất cao nó sẽ nằm trong cái đoạn này. Chúng ta đọc qua qua một chút để chúng ta hiểu được xem là cái đoạn này nói gì các bạn nhé. À. そんな生活が物足りなくてしょうがない。À, cái cuộc sống như thế là cuộc sống mà nó thiếu thiếu cái gì đó, nó cực kỳ thiếu. Nó không hài, ông này ông không thể hài lòng được với cuộc sống như vậy. Cuộc sống như thế nào thì ở phía trước nó có nói. À, và sao đây nhỉ? Và ông ấy cảm thấy là này. Hitotsu no yume o hatashi oete jibun no jinsei made owatte shimatta yo ni omoete kuru. Và ông ấy cảm thấy như thể là sau khi hoàn thành được một cái giấc mơ ấy thì cuộc đời của ông ấy cũng coi như là đến hồi kết, cũng coi như là kết thúc, cũng coi như xong rồi. Và lúc đó thì làm sao? Mo ichido uchiu e ikitai という気持ちが湧いてくるのも自然な感情だろう。Có nghĩa là gì đây? À, vậy thì cái việc mà cái cảm xúc, đúng không? Cái suy nghĩ, cái cảm xúc gọi là một lần nữa muốn bay vào vũ trụ, nó dâng trào, nó sục sôi là một cái điều hoàn toàn tự nhiên, là một cái xúc cảm hoàn toàn tự nhiên, hoàn toàn bình thường. Đấy. Câu sau nhá. Là gì đấy nhỉ? À, Haritsumeta kincho kan no aru seikatsu o mou ichido okuritai. Uchuu kara chikyuu o mita toki no sono kando o mou ichido ajiwaitai. Ở đây có từ haritsumeru, có nghĩa là cái sự dồn dập, cái sự căng thẳng đấy, cái sự dồn nén chất chứa. Kincho càng thông thường mọi người hay dịch là cảm giác căng thẳng đúng không? Thế nhưng mà thực ra cái này nó mang tính chất tích cực, nó không phải là tiêu cực như chúng ta thường nghĩ đâu nhá. Cái kincho càng nó kiểu như là cái tinh thần làm việc rất là hăng hái, hăng say đấy, tinh thần cầu tiến đấy. Ông ấy muốn sống một lần nữa cái cuộc sống mà nó có cái gì đấy, có cái sự hăng hái đúng không nhỉ, có cái tinh thần làm việc có thể khiến cho ông ấy cảm thấy là gì đấy nhỉ, lúc nào cũng hừng hực khí thế quyết tâm này. Và ông làm sao đây, ông ấy muốn ajiwa là nếm trải đúng không, ông ấy muốn nếm trải, ông ấy muốn tận hưởng một lần nữa cái sự cảm động khi mà ngắm nhìn trái đất từ không gian vũ trụ, từ vũ trụ. Đấy, như vậy là đây là cái cảm xúc của ông ấy. Như vậy là chúng ta thấy có thể nắm được cái ý là gì đây nhỉ? À, ông này muốn bay lại vào vũ trụ một lần nữa để có thể làm được những cái này. Vậy thì các bạn sẽ xem đáp án cái nào là giống nhất, các bạn chọn nhá. Đây, các bạn thử xem nhá. Chắc chắn là các bạn sẽ thấy rồi đúng không? Đó là đáp án số 4 đúng nhỉ? Yon bảng này. Kincho kan ya kando eru tame ni mata uchiu e ikitai. Đó là gì? Một lần nữa muốn đi vào vũ trụ. Mata này chính là môi chi độ, đồng nghĩa này, để nhận được cái sự cảm động đúng không, cũng như là cái tinh thần, cái khí thế quyết tâm đấy. Bạn nào có thể dịch là căng thẳng thì cũng được thôi. Thì các bạn thấy chúng ta sẽ làm được cái bài này một cách rất là nhanh như thế nhá. Các đáp án còn lại thì lát nữa chúng ta sẽ đọc toàn bộ và quay lại một lần nữa cho các bạn nhé. Bây giờ coi như là chúng ta đang đóng vai là cái tình huống là chúng ta không còn nhiều thời gian, chỉ còn rất ít thời gian phải đọc làm sao để tìm được đáp án nhanh nhất có thể đấy. Tiếp theo câu 68 nha. Câu 68 này. Hissha ni yoru to, ni do me no kunden o ukete iru toki, Mori-san wa dono yo ni kanjite ita ka. Đó là theo tác giả ấy. Thì khi mà được huấn luyện lần thứ hai thì ông Mori ông ấy cảm thấy thế nào? À, kết cấu lại tương tự như trên đúng không? Đó là gì đấy? Tham gia huấn luyện, tham gia tập huấn lần thứ hai này, và cảm nhận của ông ấy. Ai, vậy thì các bạn lại dò tiếp nhá. Đấy, đó là những từ khóa. Các bạn thấy này. Đây, lần thứ hai đây, đúng không? Bay lần thứ hai, nhưng mà cái từ gọi là chính xác là huấn luyện ấy. Đây, các bạn thấy chưa?
Như vậy là trong câu này nó có luôn cái từ cảm nhận đấy. Đây. Câu như sau nha. Đây, chúng ta cùng đọc thật kỹ cái câu này nhá. Mori-san mo, jitsu wa sono koto wa 2 do me no kure o ukiteiru toki kara usu-usu kanjite ita. Ở đây có từ usu-usu có nghĩa là mơ hồ. Một cách gọi là mong manh thoáng qua. À, ông Mori ấy, ông Mori này này, thì từ khi ông ấy tham gia huấn luyện lần thứ hai thì ông ấy đã cảm nhận được một cách mơ hồ cái điều đó rồi. Vậy điều đó chính là đáp án của chúng ta đúng không? Đây. Tại vì sao? Tại vì câu hỏi người ta hỏi là ông ấy cảm nhận như thế nào? Vậy thì cái cảm nhận đáp án của chúng ta nó sẽ là nội dung của cái sonokoto là cái điều đó. Mà điều đó là ở đâu? Thông thường chỉ thị từ là so thì nội dung ở phía trước các bạn nhá. Thì các bạn thấy này, câu ngay trước của chúng ta như sau này. Đây. Sonobasho saranakereba naranai toki ga yatte kuru. Saru có nghĩa là rời khỏi. Nó giống cái hanareru ở phía trên đây này. Cái thời điểm này, cái lúc, một lúc nào đó sẽ đến. Đấy. Cái thời điểm mà chúng ta sẽ buộc phải xa rời cái nơi đó sẽ đến. Và ông ấy cảm nhận một cách gì đấy, một cách gọi là mơ hồ, ông nhận thức được điều đó một cách mơ hồ từ khi tham gia huấn luyện lần thứ hai như vậy. À vậy thì ông ấy cảm nhận được rằng là một lúc nào đó mình sẽ phải xa rời cái nơi đó, mà nơi đó là nơi gì, nếu các bạn muốn biết thêm thì sẽ là đọc lên phía trước nhé, là cái nơi mà rất là quen thuộc, thân thuộc đúng không nhỉ, ở mấy cái ví dụ phía trước này. Nhưng mà đến đây là chúng ta đã hiểu được là à sẽ phải xa rời rồi, thì các bạn sẽ thử tìm xem ý nào là giống như vậy nha. Các bạn sẽ thấy chỉ có một đáp án là giống như vậy thôi. Đó là đáp án số mấy đây? Đó là đáp án số 2. Đây. Itsuka wa katsuyaku shiteita basho kara hanare nakute wa naranai. Đây, một lúc nào đó sẽ phải gì đây? Sẽ phải xa rời cái nơi mà mình katsuyaku là nơi mà mình cống hiến, nơi mình hoạt động rất nhiều. Ở đây có dạng thức đồng nghĩa này. Nakute wa naranai chính là nakereba naranai, hay là hanareru chính là bằng xa rự. Như vậy đúng ở đây sẽ là hai nhá. Vậy các bạn thấy nếu mà nắm được cái bí quyết thì các bạn sẽ chọn rất là nhanh. Tất nhiên là nó cũng sẽ có nguy hiểm. Đó là nếu các bạn không có cái thời gian để luyện tập đủ lâu ấy thì các bạn sẽ có dễ dàng mắc bẫy. Chúng ta buộc phải đánh đổi thôi. Thì ở đây là đang đưa ra cái trường hợp là chúng ta đánh đổi để chúng ta chọn được một cách nhanh nhất là như vậy. Đấy, còn tí nữa chúng ta sẽ đi dịch toàn bộ bài và xem các đáp án lại bị sai đâu để chúng ta loại trừ nhá. Tiếp theo câu số 69 này. Hisa ga iitai koto wa nani ka? Điều mà tác giả bài viết này muốn nói là gì? Thì với câu này thì chúng ta cũng sẽ thường không tìm được đáp án nhanh đâu, bởi vì là nó sẽ là nội dung tổng kết của toàn bộ bài. Thế nhưng mà chúng ta đã vừa đọc sơ sơ hai chỗ rồi. Đó là đoạn đầu tiên ông này ông ấy đã một lần bay vào vũ trụ đúng không? À, và gì đây? Lần thứ hai ông ấy tham gia huấn luyện để ông ấy bay vào vũ trụ này. Và chúng ta thử xem qua một chút nhá. Thông thường cái câu hỏi này nó sẽ tổng kết nội dung toàn bài và sẽ ở phần cuối cùng. Đây, mọi người thấy lần thứ ba ông ấy không còn mong muốn như vậy nữa. Sandome wa nai kamoshirenai. Vậy thì ông ấy có cái ông ấy không còn muốn lần thứ ba nữa, vậy thì liệu rằng có cái biến đổi gì không? Các bạn sẽ đọc tập trung vào đoạn cuối nhá. Đây. Đoạn cuối là cái đoạn này đây. Đây là đã lấy khá là dài so với lại cái phần mà chúng ta cần lấy rồi đấy, nhưng mà thôi. Cần tắc vua ấy nấy. Chúng ta thử xem cái đoạn này người ta muốn nói gì nhá. Sore wa atarashii ikigai o mitsukeru koto ga dekita kara da so da. Đó là gì đấy? Nghe nói đó là bởi vì ông ấy đã tìm ra được một cái ikigai. Ikigai là một cái lẽ sống, một cái lý tưởng sống. Ông đã tìm được một cái lý tưởng sống mới. Jibun ni wa keiken ga aru, chishiki mo aru. Ông ấy có kinh nghiệm, ông ấy có tri thức. Itsumade mo wakahito to kisou no dewa naku, jibun ga ete kita mono wo wakahito tachi ni tsutaete yuku yorokobi mo aru no dewa nai ka. À, các bạn thấy này, ở đây có một biểu hiện siêu trồ Hyogen nhá. No dewa nai ka. Đấy. No dewa nai ka là chẳng phải là như vậy hay sao? Ông ấy có kinh nghiệm, ông ấy có tri thức và không phải là lúc nào cũng đi ganh đua cạnh tranh với mấy cái bạn trẻ đúng không? Mà chẳng phải là ấy cũng có một cái niềm vui, niềm hạnh phúc khi được truyền tải những cái điều, những cái gì mà ông ấy đã nhận được, bản thân ông ấy đã nhận được
cho những bạn trẻ hay sao? Vậy thì chúng ta thấy rằng là ông ấy không còn theo đuổi ước mơ của ông ấy nữa, mà ông ấy bắt đầu ông đi nhắn gửi truyền tải với các bạn trẻ. Vậy đây là điều quan trọng. Tiếp theo chúng ta cùng xem này. 自分の夢を追い求める人生から、次の世代の人たちの夢の応援する人生。Chuyển từ một cuộc đời mà theo đuổi cái ước mơ của bản thân sang một cuộc đời mà ủng hộ, hỗ trợ, nâng đỡ ước mơ cho các bạn trẻ của thế hệ tương lai. Tashikani, sono yona hasou no tenkan ga dekireba, atarashii ikigai o mitsukeru no mo haya sou da. Có vẻ như là nếu như có thể thay đổi cái cách nghĩ được như vậy ấy, đấy, thì sẽ sớm tìm ra được cái lẽ sống mới của bản thân. Tsugi no seidai ni yume o tsunagete iku no wa rohei no juyou na shigoto na no de aru. Và cái việc mà kết nối đấy, kết nối ước mơ tới các thế hệ mai sau, các thế hệ sau này là công việc quan trọng của rohe, khám tự là lão binh, có nghĩa là những cái người lính già, hay là tiếng Việt mình gọi là cựu chiến binh đấy. Cái việc mà kết nối những cái ước mơ tới các thế hệ mai sau ấy đấy, là một cái công việc quan trọng của các cựu chiến binh trong bài này chính là ông Mamoru Mori, được chưa? Vậy thì câu cuối cùng cũng dùng dạng thức là Shichō Hyōgen no Dearu này. Đấy, có từ Jiuyo này. Vậy thì chúng ta thấy rằng bài này nói về việc gì đây nhỉ? Nói về việc là chuyển đổi từ gì đây? Chuyển đổi từ cái việc theo đuổi ước mơ của bản thân mình sang ủng hộ, nâng đỡ ước mơ cho các bạn trẻ nhá. Các bạn sẽ xem ý nào là giống đấy nhất này. Chúng ta cùng xem nha. À, chúng ta thấy rồi đúng không? Đúng của chúng ta sẽ là Ichiban. 自分の夢を追い求めた後は、若い人の夢を応援することが大切だ。Đó là gì đấy? Điều quan trọng là sau khi mình theo đuổi ước mơ của bản thân ấy, thì mình sẽ ủng hộ, nâng đỡ ước mơ cho các bạn trẻ. Chính xác đúng không? Đúng với nội dung mà chúng ta vừa tìm hiểu nhá. Đấy, còn các đáp án còn lại thì nó không đúng, đúng nhỉ? Nó không phải. Chúng ta thử xem những cái còn lại này. Ví dụ câu số 2 này. Yume wa hitotsu dake dewa nai koto wo wakai hito ni tsutaete oen suru beki da. Đó là gì đây nhỉ? À, đó là nên nhắn nhủ tới các bạn trẻ, đúng không? Nên nhắn nhủ tới các bạn trẻ là này, ước mơ nó không chỉ có một. Đấy, và ủng hộ họ. Ở bài này ấy, nếu mà đọc ở cái phần cuối chúng ta sẽ thấy là không có cái gọi là ước mơ không chỉ có một, đúng không? Nên là cái phần này là cái phần không chính xác nhá. Đấy. Thực ra là ông Mamoru Mori này thì cả đời ông ấy tập trung vào cái hoạt động liên quan đến du hành vũ trụ. Đấy. Cho nên bảo rằng là hitotsu dake dewa nai như này thì cũng không đúng lắm. Tiếp theo câu 3 này. Wakahito no yume o oen shinagara jibun no yume mo oi oi motome tsuketa ho ga ii. Đó là nên vừa nâng đỡ ủng hộ ước mơ cho các bạn trẻ, vừa tiếp tục theo đuổi giấc mơ của riêng mình. À, câu này là câu không đúng đúng không? Bởi vì sao? Bởi vì ông ấy nâng đỡ ước mơ cho các bạn trẻ là sau khi ông ấy đã gì đây nhỉ? Ông ấy đã gọi là tạm gác lại ước mơ của riêng mình rồi. Đấy, nên nói như này là chưa chính xác nhá. Nếu như thế này thì có nghĩa là ông ấy sẽ còn tiếp tục bay nhiều lần nữa. Câu số 4 này. Wakahito no yume o oen suru ni wa samazama na keiken ya chishiki ga hitsuyou da. Để ủng hộ giấc mơ cho các bạn trẻ ấy, thì sẽ cần nhiều kinh nghiệm và tri thức. Có thể là sẽ có bạn chọn cái đáp án này bởi vì cái đoạn cuối nó cũng nhắc đến kinh nghiệm và tri thức. Thế nhưng nếu mà như vậy ấy, thì cái bài này sẽ phải là bài nói đến việc chúng ta tích lũy kinh nghiệm và tri thức. Đấy. Chứ không nhắc đến cái việc gì đấy. À, chuyển từ cái việc theo đuổi ước mơ của bản thân nhiều như thế đúng không? Gần như toàn bộ phần nửa đầu của bài viết là việc ông Mori theo đuổi gì nhỉ? Theo đuổi ước mơ của bản thân. Đấy, cho nên là nói như thế này là chưa chính xác nhé, chưa phải là điều người ta muốn nói nhất. Nên là chúng ta sẽ không lựa chọn đúng nhất ở đây là Ichiban. Đó, thì đó là cái cách làm gọi là nhanh nhất cho cái bài này. Và gì đây nhỉ? Các bạn hãy ghi nhớ những cái đặc điểm đấy nếu như các bạn gặp những cái văn bản nào mà nó có cái nhận dạng tương tự để các bạn làm. Tất nhiên là vì là văn văn chương nó không phải là công thức toán học nên là không có một cái mẫu số chung nào cho tất cả. Nhưng mà các bạn thấy có thể
vận dụng được phần nào thì các bạn ghi nhớ nhá. Đấy, như vậy là bình thường một cái văn bản trường văn như này chúng ta sẽ cần phải ít nhất là khoảng hơn 10 phút để làm. Thì với cái cách làm nhanh này chúng ta có thể thu gọn được rất nhiều thời gian. Tất nhiên là để làm nhanh vậy thì cần rất nhiều yếu tố khác nhau, như là cái áp lực thời gian này, cũng như là cái khả năng nhận diện được cái từ khóa ở câu hỏi, cũng như là nhận diện đọc lướt nhanh cái phần từ khóa đó ở trên bài văn ở chỗ nào và chúng ta tìm được chỗ tương xứng, đúng không? Thì đấy là cái cách làm nhanh, được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem lại bài này nhé. Chúng ta sẽ phân tích từng câu và đọc hiểu toàn bộ nội dung xem là người ta viết gì về nhà du hành vũ trụ Mamoru Mori, đúng nhỉ? Đây các bạn là theo dõi nha, mình sẽ dịch đọc và dịch rất là chậm để mọi người có thể nắm được. Thật ra cái bài này không khó dịch các bạn ạ, bài này mình nghĩ là ai cũng sẽ dịch được tốt thôi, ai cũng sẽ dịch đúng thôi. Okina kando ataete kureta basho ni wa mata ikitaku naru là gì đây nhỉ? À, muốn lại một lần nữa đúng không nhỉ? Đi đến cái nơi mà đã mang lại cho ta một cái sự xúc động lớn. Dekireba sono basho ni itsuma demo itsuketai. Động từ iru bình thường hiếm khi người ta viết hán tự, nhưng mà đây người ta lại viết bằng chữ cư này, imasu có nghĩa là ở này. Ngữ pháp mà vemasu bỏ masu cộng với tsuzukeru có nghĩa là tiếp tục về. Thế đây là gì đây nhỉ? Nếu có thể thì muốn tiếp tục ở lại nơi đó mãi mãi. Đấy. So omou no wa hito no shizen na kanjo da. Và cái việc suy nghĩ như thế là cái cảm xúc tự nhiên của con người. Suy nghĩ như thế là suy nghĩ như thế nào? Để hiểu được cái nội dung của văn bản đọc hiểu thì các bạn sẽ cần phải hiểu những cái chỉ thị từ nhá. Ai, so suy nghĩ như thế đúng không? À là suy nghĩ muốn gì đây? Muốn một lần nữa đi đến cái nơi mang lại xúc động cho mình đúng không? Muốn ở lại nơi đó mãi nếu có thể. Đấy, thì việc suy nghĩ như vậy là một cảm xúc hoàn toàn tự nhiên thôi. Uchiu hikoshi no Mori Mamoru-san ni totte wa uchiu ga sono basho datta. À, đây là có ngữ pháp ni totte wa này là đối với này. Cái nhận định cái quan điểm của một người này đối với ông Mori Mamoru ấy là nhà du hành vũ trụ. Đấy, thì cái không gian vũ trụ là cái nơi như thế, nhưng các bạn để ý này, người ta dùng cái dạng thức là đặt tờ đúng không? Đặt tờ là dạng quá khứ, có nghĩa là trước đây là nơi như vậy, nhưng bây giờ thì sao? Bây giờ nó đã khác rồi. Nếu mà bây giờ vẫn vậy, người ta để là sono basho da nhá. Nhưng sono basho đặt tờ là à, trước đây vậy thôi, bây giờ có thể là ông ấy có cái ước mơ khác, điều khác. Thì chính là cái mà chúng ta vừa mới giải quyết ở phần câu hỏi đấy. Tiếp theo này. Những câu sau thì nó sẽ dài hơn một chút so với câu này nhé các bạn nhé. Space Shuttle での初めての宇宙飛行から帰還してからは、しばらくは講演活動やマネジメントの仕事をしていたらしいが、そんな生活が物足りなくてしょうがない。Rất là dài. Nhưng mà chúng ta có thể tách vế được ở những cái chỗ dấu phẩy này. Sau khi mà trở về từ chuyến du hành vũ trụ đầu tiên ở trên cái Space Shuttle, đây chính là cái tàu vũ trụ các bạn nhé, tàu con thoi. Trên tàu con thoi ấy thì Rashi ngữ pháp này thì nghe nói là Shibarakuwa là một thời gian, thì nghe nói là trong một thời gian ấy ông Mori này ông ấy đã làm cái gọi là Koenkatsudo. Koenkatsudo này có thể hiểu dịch là các công việc liên quan đến diễn thuyết hoặc là diễn giảng, giảng dạy, đấy, thuyết trình vân vân. Có vẻ như ông ấy đã làm công việc liên quan đến gì đấy, liên quan đến giảng dạy này và management là quản lý nhá, và công việc quản lý. Thế nhưng mà cái cuộc sống như vậy ấy, đấy, khiến ông ấy cảm thấy không thể hài lòng, không thể vừa lòng được, cảm thấy nó có gì đấy thiếu thiếu. Động từ monotarinai có nghĩa là cảm thấy thiếu, không đủ, không mãn nguyện. Đấy, vậy cuộc sống như vậy là cuộc sống như thế nào? Tất nhiên đi thi các bạn không cần phải tìm hiểu kỹ quá bằng cái việc là cứ thấy chỉ thị từ là hiểu như thế này, nhưng mà đây là đang ở bước chúng ta tìm cách đọc để hiểu nội dung, nên là mình sẽ nói kỹ một chút nhá. Cuộc sống như thế là cuộc sống mà làm quản lý hoặc là đi giảng dạy đúng nhỉ? Đấy, ở phía trước này ông cảm thấy cuộc sống như vậy là thiếu đúng không, và ông ấy cảm nhận được là ấy
hoàn thành xong được một cái ước mơ, hoàn thành xong được một cái giấc mơ ấy, thì như thể là cuộc đời ông ấy đã đến hồi kết, cuộc đời ông ấy đã kết thúc rồi. Vậy thì gì nhỉ? Vậy thì việc trong ông bùng lên cái suy nghĩ là muốn một lần nữa bay vào vũ trụ, đi vào vũ trụ cũng là một cái cảm xúc rất là tự nhiên thôi. Đấy. Ông ấy muốn sống lại một cuộc sống với tinh thần cống hiến khiến ông lúc nào cũng cảm thấy hừng hực và thậm chí là có thể là theo cách hiểu là căng thẳng như các bạn nghĩ cũng được. Ông muốn một lần nữa làm sao? Được trải nghiệm cái sự xúc động khi ngắm nhìn trái đất từ vũ trụ. Những cái phần nào đã đọc và dịch ở phần giải quyết câu hỏi thì mình sẽ không đọc lại nhé, chỉ dịch lại thôi. Rồi tiếp theo này. Nidomeno Uchu hi ko e no chousen o ketshin shita toki, Mori san wa sude ni 48 sai ni natte ita. Ketshin chữ Hán là quyết tâm nhưng mà thường nghĩa là quyết định. Ở đây có từ chousen, Hán tự là chữ thiêu và chữ chiến, hoặc khiêu và chiến có nghĩa là thử thách, thử sức, giống từ challenge đấy. Khi mà quyết định thử thách, thử sức với cái việc bay vào vũ trụ lần thứ hai ấy, thì ông Mori lúc này đã bao nhiêu? Đã là 48 tuổi rồi. Đấy, theo như mình tìm hiểu ấy thì ông bay vào lần đầu tiên là năm 1992. Và năm bay vào lần thứ hai là năm 2000. Lúc này là ông ấy 48 tuổi rồi. Sude ni wakaku wa nai ningen ni totte wa tsurai kunden demo atta ga dou ni ka nori koete futatabi uchue tabidatta. Lại có ngữ pháp Nitotewa này. Đối với một con người mà đã không còn trẻ trung gì nữa, đúng nhỉ? 48 tuổi thì chắc là cũng không được gọi là trẻ nữa đâu. Thì sao? Ở đây có một cái chú ý này nhá, rất là nhiều bạn sẽ dịch cái này là có. Đấy, có cái huấn luyện nhưng các bạn lưu ý này, demo atta đây nó không phải là nếu nó là Kunden mo atta thì có thể dịch là có, nhưng mà đây là Kunden demo atta thì đây chính là dạng thức biến đổi từ daru thôi. Đấy. Đối với một người không còn trẻ trung gì nữa thì đây cũng là một cái bài huấn luyện, cái bài luyện tập rất là gì? Rất là gian khổ. Tsurai, đây đọc là tsurai các bạn nhé, có hai cái đọc là karai và tsurai, thì karai là cay còn tsurai là khắc nghiệt. Là một cái huấn luyện rất là gian khổ, khắc nghiệt. Đấy, thế nhưng mà Donika này là giống là Nantoka. Thế nhưng mà bằng một cách nào đó ấy, thì ông ấy đã vượt qua và Futatabi là mô chi độ này và lại một lần nữa ông ấy đã gì đây nhỉ? Đã lên đường bay vào vũ trụ. Tiếp theo này. Mori san bakari dewa nai you ni omou Proyakyu senshu wa itsumademo grando ni tachi tsuketai to omou daro shi. サラリーマンは定年になっても職場から離れがたく思うものだろう。Và tôi nghĩ rằng ấy, cái nghĩ này lại là của tác giả nhá. Và tôi nghĩ rằng không phải chỉ có mình ông Mori này đâu. Các bạn lưu ý đọc này, đọc trường âm nhá, không phải là Mori Mori theo kiểu là chữ Lâm đâu, mà đây sẽ là trường âm, được chưa? Tôi nghĩ là không phải chỉ có mình ông Mori này đâu. Mà gì đây? Mà các cái vận động viên bóng chày chuyên nghiệp ấy. Đấy. Đây, câu khá là dài nhưng mà người ta tách vế ra đúng không nhỉ? Đây, các vận động viên bóng chày chuyên nghiệp ấy, có lẽ họ ấy cũng sẽ gì đây? Họ cũng có suy nghĩ là gì? Là muốn tiếp tục, đúng nhỉ? Muốn tiếp tục làm sao? Muốn tiếp tục được đứng trên Grando là cái sân thi đấu nhá, cái sàn thi đấu. Những cái cầu thủ bóng chày chuyên nghiệp, tuyển thủ bóng chày chuyên nghiệp ấy, có lẽ là họ cũng sẽ muốn tiếp tục được đứng trên cái sân đấu mãi đấy. Hoặc là gì đây? Hoặc là salaryman, đây là gì nhỉ? Những người làm công ăn lương, những người nhân viên văn phòng. Và có lẽ là các nhân viên văn phòng ấy, họ cũng làm sao? Đây có ngữ pháp gatai này. Gatai là khó mà làm về, đúng nhỉ? Và có lẽ là những cái nhân viên văn phòng họ ấy cũng sẽ rất khó để có thể rời khỏi cái gì đấy, cái nơi làm việc mà họ đã gắn bó dù đến tuổi nghỉ hưu rồi. Đấy. Thế nhưng mà cái thời điểm mà buộc phải xa rời cái nơi đó,
nơi đó chính là nơi mà đã gắn bó lâu dài nhá, thì cũng sẽ đến thôi. Và ông Mori ấy, cái điều đấy chính là điều mà chúng ta đã giải được trong câu 2 đúng không nhỉ? Ông ấy cảm nhận được một cách mơ hồ kể từ khi tham gia huấn luyện lần thứ hai rồi. Thái điều cử mộ, hàn xả sinh kê mộ, mộ, wakahito ni kanawanai. Hàn xả sinh kê đây là hắn tự là phản xạ thần kinh, có nghĩa là cái sự phản xạ của đầu não, của não bộ ấy. Đấy, có thể dịch ngắn là phản xạ này. Kanawanai có nghĩa là không thể nào so nổi, không thể nào bì nổi, không thể nào thắng nổi. Câu này là sao? Cả về thể lực lẫn về phản xạ thần kinh, đúng nhỉ? Thì ông ấy không thể nào mà ông ấy đấu lại được. Đấy, không thể nào mà sánh được, thắng được các bạn trẻ nữa. Tiếp theo nhé. Uchu hiko wa kibou sureba dare demo ikeru to iu mono dewa nai. Du hành vũ trụ ấy, đấy, ở đây các bạn thấy lưu ý có ngữ pháp to iu mono dewa nai, ngữ pháp N2 có nghĩa là không phải là. Du hành vũ trụ ấy nó không phải là gì. Chỉ cần có cái nguyện vọng, chỉ cần có cái mong muốn là ai cũng có thể đi được. Đấy, rõ ràng đúng không nhỉ? Space Shuttle ni wa定員があるし、選ばれなければ宇宙へは行けない。ở trên tàu vũ trụ, ở trên tàu con thoi thì nó có cái tê in là cái số người quy định, nó có cái sức chứa giới hạn, và nếu như mà không được chọn ấy, thì bạn sẽ không thể nào mà bạn đi được lên vũ trụ được. Sandome wa nai kamoshire nai, và có lẽ là sẽ không có lần thứ ba nữa. Đấy, có lẽ là cũng có một cái nỗi buồn đúng nhỉ, đó là gì đây? Ushirogami o hikareru yona sabishii sa wa aru ga shikashi ima no Mori san ni wa nani ga nan demo mou ichido という tsuyoi kodawari wa nai no da という. Có lẽ là cũng có một cái nỗi buồn là gì đây, là một cái điều gì đó vẫn còn vương vấn đấy. Đấy, mặc dù là quyết định là không bay lần thứ ba nữa nhưng mà vẫn còn nuối tiếc, rất là khó để có thể bỏ được cái đó hoàn toàn trong suy nghĩ nhá. Thế nhưng mà sao, mặc dù có cái nỗi buồn như vậy nhưng mà với ông ấy bây giờ ấy thì ông ấy không còn cái kodawari. Bình thường chúng ta dịch là gì nhỉ? Kén chọn đúng không? Câu nệ vân vân, rất là nhiều cách dịch. Thì chúng ta có thể dịch ở đây theo kiểu như là ông ấy không còn cái sự cầu toàn một cách gọi là mạnh mẽ, không còn cái sự gọi là khăng khăng một cách mạnh mẽ đấy, không còn cái sự gọi là bắt buộc bản thân mình phải như vậy đúng nhỉ. Ông không còn lúc nào cũng phải là suy nghĩ rằng à nani ga nan demo có nghĩa là doshite mo, bằng mọi giá dù thế nào cũng muốn thêm một lần nữa, có nghĩa là lần đầu tiên hoàn thành, lần thứ hai cố gắng rồi, lần thứ ba sẽ không còn gì đấy, không còn gọi là khăng khăng muốn bằng được nữa nhá. Đoạn này thì chúng ta dịch rồi đúng không? Nhưng mà vẫn dịch lại để xem cái tinh thần nhá. À, nghe nói là đó bởi vì ông ấy đã tìm ra được một cái lẽ sống mới. Đấy. Bản thân ông ấy có kinh nghiệm, có kiến thức và không phải lúc nào cũng cạnh tranh với các bạn trẻ. Có một cái niềm vui, đó là gì? Đó là truyền tải những cái gì bản thân đã nhận được với lại các bạn trẻ. Đấy. Chuyển từ một cuộc đời mà theo đuổi cái gì nhỉ? Ước mơ của bản thân sang một cuộc đời mà ủng hộ, nâng đỡ ước mơ cho các bạn của thế hệ sau này. Quả thật nếu như gì đây nhỉ? Nếu như có thể thực hiện được cái suy nghĩ như thế ấy, thì cái việc mà chúng ta tìm ra được một cái lẽ sống mới có vẻ như là nó sẽ nhanh hơn. Đấy, và kết nối ước mơ cho thế hệ mai sau là công việc của các gì đây nhỉ? Của các cựu chiến binh như là ông Mori đúng không? Một bài đọc rất là ý nghĩa. Đấy. Thông qua bài đọc này thì mình cũng rút ra được bài học cho riêng mình đúng không nhỉ? Có thể là cái việc mà chia sẻ kiến thức hiện tại ấy, nó cũng giúp ích một phần nào đấy cho học sinh, cho các bạn. Nhưng mà biết đâu một ngày nào đó mình sẽ có những cái việc khác liên quan, mình sẽ tìm cách để gì nhỉ? Kết nối ước mơ cho thế hệ mai sau thì sao? Chúng ta sẽ cùng xem lại các câu hỏi nhé, để chúng ta loại trừ những cái đáp án còn lại xem tại sao nó sai. Nếu như chúng ta thực hiện cái phương pháp là làm gì nhỉ? Làm theo cách là đọc toàn bộ để loại trừ chứ không làm nhanh.
Đây, câu 1 chúng ta đã tìm hiểu rồi đúng không? Theo tác giả này thì khi trở về từ tàu vũ trụ lần đầu tiên ấy thì ông ấy cảm thấy thế nào? Chúng ta đã chọn được 4 từ chọn nhanh. Bây giờ chúng ta xem các phần còn lại nhá. Câu 1 này. Uchuhiko no yona okina yume o motte sekatsu o okuritai. Đó là gì đây nhỉ? Ông ấy muốn sống cuộc đời với những ước mơ lớn. Như thể là những chuyến bay vào vũ trụ. Ông ấy đã thực hiện được điều này đúng không? Ông đã thực hiện được cái ước mơ này rồi. Ở trên bài có nói là gì đây? Đây này. Hitotsu no yume o hatashi oete. Đó, thực hiện được rồi nha. Cho nên là ông ấy muốn sống một cuộc đời mà ôm những cái giấc mơ lớn là không thỏa đáng, không chính xác. Đúng nhỉ? Thực hiện được rồi. Tiếp theo câu số 2. Uchu de yari nokoshita mo hitotsu no yume o hatashitai. Ông ấy muốn hoàn thành thêm một cái giấc mơ nữa mà ông ấy còn để lại dang dở trên tàu vũ trụ. Cái này là sai đúng không? Không hề có nói là cái gọi là dang dở. Đấy. Không phải này. Ông ấy đã hoàn thành xong giấc mơ đầu tiên. Ông ấy chỉ là muốn đi lại một lần nữa thôi. Chứ nói là lần đầu tiên ông ấy đi và ông ấy còn dang dở một cái gì đó chưa làm được lần đầu tiên là không chính xác. Câu 3 nhá. Kei ken shita koto ikasu tame ni mata uchu e ikitai. Đó là ông ấy muốn một lần nữa đi vào vũ trụ để vận dụng những cái điều ông ấy đã trải nghiệm. Cái sai là gì đây nhỉ? Vận dụng những điều đã trải nghiệm. Không có nói ở bài. Vậy là chúng ta không chọn 3 được. Đúng nhỉ? Vậy là 4 nhá. Đấy. Thì nếu mà đi thi các bạn loại trừ được những câu sai còn lại 4 và các bạn tìm được đúng hiện tội thì là tốt nhất. Nhưng mà nếu ít thời gian thì chúng ta buộc phải gì nhỉ? Buộc phải đưa ra cái lựa chọn mang tính chất tương đối là hơi mạo hiểm thôi. Câu số 68 này. Theo tác giả ấy, thì khi mà tham gia huấn luyện lần thứ hai, ông ấy cảm thấy thế nào? Chúng ta đã chọn được nhanh đáp án là số 2 đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ thử xem các đáp án còn lại này, các phương án còn lại xem thế nào. Câu 1 này, ichi này. Jibun ga kagayakeru basho futatabi mitsukerare nai kamoshirenai. Có lẽ là sẽ không thể nào một lần nữa tìm thấy được cái nơi mà bản thân có thể tỏa sáng. Kagayaku đây có nghĩa là tỏa sáng. À, rõ ràng là chúng ta gì đây? Không hề thấy ông ấy nói là gì đấy nhỉ? Không tìm ra được cái nơi bản thân tỏa sáng. Câu này là câu không chính xác. Câu số 3 này. Hito jibun no taryoku ni atta koto shinakereba naranai. Đó là con người ấy sẽ phải làm những việc mà phù hợp với thể lực của bản thân. Không phải các bạn nha. Mặc dù ở trên nó có nói là thể lực của ông ấy không bì kịp với các bạn trẻ nhưng mà các bạn không dùng cái đấy để chọn đáp án này được đâu. Đấy là suy diễn đấy. Cái điều mà ông ấy cảm nhận được ấy là cái gì đây? Là cái việc mà đến một ngày nào đó mình sẽ phải xa rời cái nơi mà mình đã từng gắn bó. Câu số 3. Kunden ga tsurakute norikoerarenai kamoshirenai. Đó là cái việc huấn luyện rất là khắc nghiệt và có thể là sẽ không vượt qua được. Thì huấn luyện khắc nghiệt thì đúng nhưng mà bảo là có thể không vượt qua được là không chính xác, đúng không? Và kết quả là ông cũng đã vượt qua được. Đấy, thì đây là một bài đọc cũng rất là hay và ý nghĩa và cũng khá là dễ hiểu đúng không các bạn? Các bạn có thấy bài này dễ hiểu không và hay không? Thì hy vọng là cái bài này nó sẽ giúp các bạn được cái phần nào đó trong cái thời gian còn lại, vài ngày còn lại của giai đoạn mà nước rút sắp tới, chúng ta sắp chuẩn bị đến ngày thi vào chủ nhật tuần này rồi. Đấy, thì hy vọng các bạn sẽ bình tĩnh tự tin và làm bài tốt nhé. Hy vọng là các bạn luôn theo dõi ủng hộ kênh học tiếng Nhật của anh Sensei, tiếp tục theo dõi kênh YouTube cũng như là các bài đăng trên fanpage anh Sensei. Và nếu mà các bạn mà có nhu cầu muốn được học trực tuyến Zoom theo hình thức là được check lỗi khi mà đọc bài, dịch bài cũng như là hướng dẫn cách làm bài như thế này thì các bạn có thể liên hệ với anh Sensei thông qua các thông tin ở bên dưới phần bài đăng nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở các video sắp tới.